Xin chào quý vị cùng toàn thể quý khách hàng. Em là Phạm Thương, đang kinh doanh ô tô xe cũ tại địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý vị và các anh chị một chiếc Mercedes S450 phiên bản Luxury bên em vừa mới mua về. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2017, màu ngoại thất là màu xanh Cavansai đấy ạ, cực kỳ đẹp luôn. S450 Luxury thì nó là một cái dòng bán cực kỳ tốt, thậm chí có những thời điểm mà không có xe để giao, rất là đẹp. Nói riêng về chiếc xe này quý vị nhé, thì vận hành được 40.000 km, 2017 đến bây giờ là 4 năm rồi, thì trung bình mỗi năm 1 vạn là rất ít đấy. Tên cá nhân, biển số Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Mọi người có thể nhìn thấy luôn là chiếc S450 Luxury này đã được nâng cấp một số cái chi tiết lên body của máy bách. Đó gồm là bộ 3 đời xốp trước này, bộ la răng này và 3 đời xốp sau. Đấy. Trong xe nó mạnh mẽ hơn. Chiếc xe này về thân vỏ ngoại thất thì sơn zin lên đến 90%. Đây em quay cho mọi người xem, cực kỳ bóng, cực kỳ bóng và sáng luôn. Đấy, nước sơn soi gương luôn nhé mọi người nhé, rất đẹp. Mâm máy bách này, trong xe cực kỳ khỏe luôn. Cái mâm cũ của nó thì cũng khá là đẹp rồi, nhưng lên cái mâm máy bách này thì nó đẹp hơn rất nhiều. Anh chủ trước anh rất dữ mọi người ạ. Đây, khoang chứa đồ này mọi người, tất tần tật những cái theo xe, catalog này, rồi bộ sơ cứu này. Đấy, tất cả những đồ còn theo xe này, hết đang zin đây, chưa có một cái gì bị tháo ra lấy ra cả. Xe em vừa mua về, chưa làm gì hết mọi người nhá, dọn dẹp qua một chút thôi. Thân vỏ rất đẹp. Tất cả những chiếc xe mà bên em bán ra, không riêng gì chiếc S450 Luxury này, bên em đều đã kiểm tra và test hãng rất kỹ rồi. Đấy, tất cả các mục thân vỏ, máy móc, khung sườn, gầm bệ đều đã qua kiểm tra rồi. Đây, nội thất xe đây mọi người này. Ngoại thất thì cực mới, nội thất thì như zin luôn. Ghế đây mọi người nhé, thậm chí còn là đúng là như xe mới luôn đấy. Cái hàng ghế sau này này, riêng có cái ghế bót này thì ngồi nhiều hơn một chút thì trông nó còn hơi hơi bị nhăn cái da một tí. Đấy, gọi là một tí này thôi, chứ còn ngoài ra tất cả các cái phần khác thì đúng là như mới luôn. Hai cửa sổ trời toàn cảnh này. Đây mọi người nhé, cái bản Luxury thì nó có thêm loa của nó là công suất cao hơn so với cái bản thường, có thêm loa trần này này. Đấy. Đấy, loa này nó cũng xoay này. Đấy là bản Luxury. Rồi nó có thêm cam hồng ngoại này. Đấy, rất nhiều. Một số những cái tính năng nữa mà trên bản thường không có, nó chỉ có bản Luxury mới có thôi. Con này thì quá mới rồi, gọi là xe siêu lướt luôn mọi người nhé. Hiện tại thì chiếc S450 Luxury 2017 em đang giới thiệu đến mọi người đây thì đang được bên em bày bán tại 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội với giá là 3 tỷ 390 triệu. Giá thì em có thương lượng một chút nữa. Quý vị và các anh chị quan tâm đến chiếc xe này, em mời qua trực tiếp salon em xem xe hoặc liên hệ trước với em qua số điện thoại 0966 232 979 đang hiển thị ở trên màn hình. Em sẽ tư vấn cho quý vị và các anh chị. Bên em thì có hỗ trợ khách hàng đi kiểm tra xe, đi test xe tại bất kỳ các cái gara nào mà mọi người yêu cầu, cũng như là hỗ trợ trả góp 70 đến 75% giá trị xe, giao xe tận nhà đến cho quý vị và các anh chị. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của em. Kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.